mọi người đều được chào đón. Cornei là một đội trưởng trong binh đoàn La Mã. Ông sống ở một nơi tên là Caesare. Ông và gia đình ông kính sợ Đức Chúa Trời. Họ không phải là người Do Thái. Họ là những người ngoại bang. Cornei thấy một khải tượng. Một thiên sứ nói với ông: Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của ngươi và Ngài biết ngươi hay giúp đỡ người nghèo khó. Hãy sai người đến Giô-bê mời Phi-e-rơ đến đây. Cornei làm theo như vậy. Ngày hôm sau tại Giô-bê, Phi-e-rơ đang cầu nguyện trên mái nhà. Trong một khải tượng, ông thấy có một tấm vải khổng lồ đến từ trời. Tấm vải chứa đầy mọi loài thú. Có một tiếng phán rằng: Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy làm thịt và ăn đi. Phi-e-rơ đáp: Người Do Thái xem những loài thú này là dơ giấy, không được phép ăn. Con không thể ăn chúng. Tiếng phán đáp lại: Nếu ta nói chúng sạch, tức là chúng sạch và ăn được. Vừa lúc đó, những người đưa tin của Cornei đến. Rồi Phi-e-rơ và vài người khác theo họ đi đến Caesare. Tại đó, bạn bè và gia đình của Cornei đang chờ đợi, khao khát được nghe Phi-e-rơ nói. Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho tôi trong một khải tượng rằng Ngài tiếp nhận mọi người từ mọi dân tộc. Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-xu đến với mọi người. Ngài là Chúa của tất cả chúng ta. Ngài chữa lành cho người bệnh và giải phóng người bị áp bức. Ngài đã bị đóng đinh rồi sống lại từ cái chết. Hễ ai tin Ngài sẽ được tha thứ tội lỗi. Lúc đó, Đức Thánh Linh giáng xuống trên họ, cũng giống như vào ngày lễ ngũ tuần. Phi-e-rơ liền làm báp-têm cho họ.